sau lưng tôi nhá. Một đôi sấu nha, một đôi cá sấu nha các bạn nhá. Lặn nó rồi, vừa lặn rồi nhá. Cá sấu gặp ở đây thì rất là dễ, cực kỳ dễ. Nó chìm xuống rồi. Wow, thực sự là quá gần đến mức mà tôi khá là sợ. Tôi khá là sợ bởi vì nếu mà gần hơn nữa thì nếu như nó lao lên với một tốc độ rất là nhanh thì không biết là nó có ngoạm chặt vào cái tay của tôi không nữa. Nhưng mà chúng đã thấy cái bóng thuyền và thấy chắc là thấy bóng của người cho nên là lặn ngay xuống. Quả thực là tim cũng đập chân run tại cái thời điểm mà ở sát cá sấu đến như vậy đấy các bạn nhá. Wow. Wow. Ở cái bầu sấu này thì thi thoảng chúng ta lại bắt gặp những chú cá sấu như vậy, cứ nằm lờ vờ ở ngay sát mặt nước như vậy và ngay sát các mép bèo như thế này này. Và bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể gặp được cá sấu. Một trải nghiệm cũng khá thú vị, cũng rất là nguy hiểm. Cá sấu đấy các bạn nhé. Đây đi rồi, có cá sấu. Lát nữa mình lên thì nó cũng sẽ lên theo. Em cứ tắt đi, không nó lại ấy, để cho nó bay ra. Đây là những con mối ở vườn quốc gia Cát Tiên. Có tắt cái tủ lạnh gì không? Đúng rồi. Úi giời. Úi giời, để cho nó bay hết ra ngoài đây. Chú mối. Mối bay như thế này là mưa. Đấy. Đây là cái khu vực Cồn Ma nằm ở ngay bên bìa của bầu sấu. Ở đây thì người dân địa phương, rất nhiều người nói rằng là có hồn ma xuất hiện vào ban đêm. Tôi không tin điều này. Tôi sẽ phải trực tiếp khám phá, trải nghiệm đêm ở đây xem là có ma hay không. Và hôm nay thì tôi sẽ vào đây vào buổi sáng sớm để dành một ngày tìm hiểu địa hình địa vật ở đây trước khi ở đó một đêm. Bởi vì tôi sợ rằng là nếu như mà vào đây mà có rất là nhiều cái cây gai này đâm xuyên qua đầu. Nếu tôi sợ là nếu như mà tôi vào đây mà không biết địa hình địa vật thì nếu như sợ nhỡ xảy ra cái chuyện gì đấy mà tôi phải tháo chạy chẳng hạn thế thì tôi còn biết đường để chạy. Nếu như mà đây các bạn nhìn thấy này, rất là nhiều cây gai, để đi vào đây được thì tôi phải chặt hết các cây gai này. Chặt hết cây gai này. Nếu như mà mình mà chạy ra thì ít nhất không bị gai đâm. Còn nếu mà không biết cứ thế mà lao chạy thì chưa chết vì ma, đã chết vì những cây gai như thế này rồi. Cây gai ở trong rừng nhiều vô kể.
Đây, ở trong rừng sâu, các bạn có thể nhìn thấy, đi xuyên qua cây gai này, nó sẽ là một cái cánh rừng bạt ngàn. Và người ta đồn là có những cái hiện vật của những cái người từ xa xưa. Rồi thì ngày xưa bộ đội đã từng ở đây và họ lắp tăng, lắp võng lên để ngủ. Nhưng mà cứ ngủ được một lúc thì lại lại thấy có giống như là ma đến, hoặc là thấy giống như là bị nặng chân nặng tay và bị ghì chặt xuống, và tất cả mọi người đều hốt hoảng, và cuối cùng thì không ai ở lại được ở những cái khu vực như thế này. Bây giờ thì tôi sẽ phải phát rừng để đi vào, và nếu như mà bạn nào mà muốn xem nhá thì bấm like và subscribe cho kênh YouTube nhé, để tôi có thể chia sẻ những cái video tiếp theo nhé.